Chứ còn mà ngày nào cũng ngủ thì sao? Mình ngủ thêm 1 phút thì có nghĩa là mình đã chết đi một phần đời của mình. Và người nào mà càng thùy miên, tức là càng ham ngủ, có nghĩa là đang giết chết mình. Đang giết chết mình. Ấy vậy mà trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn tìm những cách để làm gì quý vị? Giết thời gian. Đúng không ạ? Mà giết thời gian là giết ai? Giết chết mình chứ ai đâu. Nhưng mà chúng ta thường thường không biết điều đó. Và rất là nguy hiểm. Cho nên làm sao đó mà chúng ta phải bớt gì ạ? Bớt ngủ. Bớt ngủ lại xíu. Bớt ngủ không phải có nghĩa rằng là chúng ta ngủ ngày 1-2 tiếng mà ngủ cho đủ thôi ha. Đừng ngủ nhiều quá rồi cuối cùng có người mình ngủ nhiều quá thì mất cái gì ạ? Ngủ nhiều quá thì mất dấu. Mất dấu gì ạ? Mất dấu hỏi, ngủ nhiều quá thành ngu. Ngủ nhiều quá rồi đến một ngày khi mà gần nhắm mắt xuôi tay ấy, mình mới kêu lên rằng là nếu như mà ai đó có thể cho tôi sống thêm được 1 phút thôi thì tôi có thể trao cho người đó cả một gia tài, được không ạ? Nếu như ai đó chỉ cần cho tôi thở thêm một hơi thở trần gian này thôi thì tôi có thể trả một gia tài, cũng không được. Cho nên mỗi hơi thở, mỗi giây phút của chúng ta sống đều là những điều rất là những cái món quà rất là quý báu, những cái sự quý giá mà chúng ta không biết trân trọng. Cho nên làm sao đó bớt ngủ thì mình sẽ bớt gì ạ? Bớt ngu, bớt chán, bớt buồn, bớt phiền, bớt béo phì. Cho nên nếu mà mình thực tập được cái này thì mình cũng sẽ đỡ chán. Và cái tiếp theo đó đó là hôn trầm. Hôn trầm tức là cái trạng thái mờ mịt, kiểu mà nổi chìm chìm nữa, ba chìm bảy nổi, tám lênh đênh, không biết mình đang đi về đâu, tức là ở trong cái trạng thái hôn trầm. Quý vị ở ngồi thiền có hay bị vậy không ạ? Ngồi hồi không biết mình đang đang chìm hay đang nổi nữa ha, không biết là đang ở thiên đường hay là đang về địa ngục mà cứ lơ lơ lửng lửng như vậy. Cho nên cái sự hôn trầm này nó cũng sẽ bít lối cái cuộc đời của chúng ta, nó cũng ngăn cản cái sự tu tập, cũng như là nó cũng sẽ ngăn cản sự nghiệp của chúng ta. Hay nói cách khác là cái hôn trầm này nó giống như là một cái người sống mà không có một cái chủ đích ở trong cuộc đời này vậy. Mình không có một cái lý tưởng sống, không có một mục đích sống rõ ràng. Thành ra là mình cứ kiểu mà nước lên thì bèo lên ha. Chứ thật ra là mình không biết là mình đang đi về đâu cả. Quý vị cứ tưởng tượng là nếu như một người nào đó họ chèo một cái chiếc thuyền giữa biển cả mênh mông vậy đó. Và họ ra sức họ chèo chống rất là mạnh, rất là nhanh. Nhưng mà họ không biết đi về đâu cả thì cái sự chèo chống đó có ích không ạ? Không có ích. Thành ra khi mà chúng ta tu tập, chúng ta ngồi thiền mà chúng ta bị hôn trầm nhiều quá, mà mình ngồi càng nhiều thì sao? Không có được cái gì cả, cũng vô ích như vậy. Cho nên mình cần phải làm sao đó trong cái việc mà giảm bớt cái sự hôn trầm đó, và ham ngủ đó, thì trước hết là mình phải có một cái thân thể cho nó khỏe mạnh. Muốn vậy thì làm sao? Siêng tập thể dục, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ cho đủ giấc. Thì như vậy là mình có được một thân thể khỏe mạnh và chắc chắn là cuộc đời của mình nó sẽ rất là sáng tươi. Và khi đó thì mình nhận ra được là thực ra thì để thoát khỏi cái sự mê mờ này, hôn trầm này thì nó cũng không là khó. Chính vì mình có được những cái sự tỉnh táo mình mới thấy được cái cốt lõi của giá trị đời sống là gì. Hàng ngày quý vị ở đây có ai uống cà phê không? Làm thế nào được tỉnh ạ? Dạ, uống cà phê đúng không? Cà phê rất là lợi hại vì nó sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo, là người bạn đồng hành của rất là nhiều người. Và có một câu chuyện cũng liên quan đến cà phê này, thì có một cái nhóm học sinh lâu năm họ mới trở về thăm lại cái người thầy của mình. Và người thầy này đã tiếp đãi những đứa học trò của mình bằng những ly cà phê rất là ngon. Và ông đem ra hết trong nhà của mình những cái loại ly, có loại ly thì chạm khắc rất là đẹp, có cái ly thì làm bằng bạc, thậm chí có những cái ly bằng vàng nữa. Và những cái ly này đều đựng cà phê cả. Rồi ông bưng ra cho những người học trò của mình. Những người học trò thấy như vậy thì người nào cũng chọn cho mình một cái ly rất là đẹp. Người bên kia chọn được cái ly bằng vàng thì người bên kia phải chọn cho mình cái ly bằng bằng bạc hoặc là chạm khắc rất là đẹp. Rồi mọi người cầm ly cà phê lên rồi uống. Người thầy mới nói rằng là các trò thưởng thức cà phê có ngon hay không. Những cái người học trò nói thưa thầy cà phê rất là ngon. Người thầy mới nói rằng vậy tại sao các trò lại tranh nhau chọn một cái cốc để làm gì.
Cái quan trọng đó là gì ạ? Là cà phê chứ không phải là cốc. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta không biết được những cái giá trị cốt lõi đó của đời sống của mình là cái gì á, thì chúng ta cũng sẽ bị rơi vào cái hội chứng gì ạ? Hội chứng vịt. Tức là lo chạy theo những cái hào nhoáng bên ngoài. Và chúng ta đau khổ nhưng chúng ta không có biết được rằng là cái gì mới là cái thực sự để đưa đến hạnh phúc cho chúng ta. Vì vậy mà để tránh được cái sự mịt mù này á, cái hôn trầm này á, thì bản thân mình phải luôn có cái sự tỉnh táo và luôn có một cái mục đích sống rõ ràng, luôn có một cái sự quyết tâm. Giống như trong hành thiền thì mình phải luôn có một cái đối tượng, một đề mục, và cứ như vậy mà tinh tấn để thực tập thì chúng ta sẽ không có bị tán loạn cái tâm của mình. Giống như người nào chuyên niệm Phật thì cứ niệm Phật. Quý vị nào thích tu thiền thì có thể chọn cho mình một cái đề mục, một cái công án. Thì cứ như vậy mình cứ cố gắng tinh tấn thì mình bớt rơi vào trạng thái hôn trầm và thùy miên. Và cái điều thứ nữa đó là Đức Phật nói rằng là khi mà mình hiểu được cái giá trị cốt lõi của đời sống thì mình sẽ sống trở nên rất là có ý nghĩa. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng là ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng không bằng sống một ngày mà thấy được pháp tối thượng. Tức là đời sống của mình 100 năm mà mình không có học được đạo đó, mình không thấy được cái giá trị cốt lõi của đời sống thì cuộc sống của mình cũng rất là vô ích. Ngay cả trong đạo Nho còn nói một câu rất là hay, đó là triêu văn đạo tịch tự khả hỷ. Tức là buổi sáng mà biết được đạo thì buổi chiều chết cũng vui lòng. Vậy thì hồi nãy giờ quý vị có biết được đạo chưa? Mai chết được không? Để cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta thật là hạnh phúc, thật là may mắn, vì chúng ta đã có một con đường, một con đường rất là sáng, rất là đẹp, một con đường đầy hạnh phúc và bình an. Cho nên dù chúng ta trong cuộc sống này có bao nhiêu khó khăn đi nữa thì nó cũng là những thứ rất là nhỏ bé, vì sáng đã biết đạo thì chiều có chết cũng vậy thôi, cũng không có gì mà phải hối hận cả. Và cái triền cái thứ tư mà Đức Phật nói cho chúng ta, nó ngăn cản cuộc sống của chúng ta, đó chính là cái sự trào cự. Tức là cái trạng thái mà nó lăng xăng, lăng xăng. Ví dụ như quý vị ngồi vậy đó mà cái tay mình rảnh ra thì nó sao? Cứ cùa cùa quảng rồi cứ gì đó, tay này bắt tay kia. Tức là ngồi mà không có yên. Đức Phật ví như là khỉ vườn truyền cảnh, không bao giờ có thể ngồi yên được. Và chính cái trạng thái trào cự đó là nó thể hiện cái sự buồn chán của cái thân và cái tâm của mình. Tâm mà chán quá thì nó sẽ đi tìm một cái đối tượng khác liền. Hoặc cái thân mà nó chán thì tự nhiên nó muốn đi tìm một đối tượng khác liền, đúng không ạ? Giống như ngồi mà chán mà không có muốn nghe giảng thì làm gì ạ? Dạ, ngáp. Dạ. Rồi ngủ ha. Hoặc là có người thì lén lén cầm điện thoại đó bấm bấm. Đó là gì ạ? Đó là những cái trạng thái của sự trào cự. Tức là chúng ta không có định. Chúng ta cứ lăng xăng lộn xộn, cứ giống như con vườn truyền từ cành này qua cành kia. Và nếu như chúng ta không có chặn đứng được cái điều này á, thì chúng ta sẽ đi đến cái sự chán chường. Nó là cái nguyên nhân dẫn chúng ta đến sự chán chường, vì tâm của chúng ta bất định. Trong đạo Nho cũng nói một cái câu rất là hay, đó là tâm bất tại yên thì nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Có nghĩa là cái tâm mình mà không có mặt đó thì mình nhìn mà không thấy, nghe mà gì ạ? Nghe mà không thấu, và ăn mà không thấy được cái vị của nó. Đó là khi mà tâm của chúng ta không có mặt. Tại vì sao? Tại vì nó đang đi ở đâu đó trong cuộc đời này rồi. Nó lăng xăng, nó lộn xộn quá. Nó đang ở trong cái trạng thái trào cự. Và chính cái sự trào cự này ấy, nó sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta cứ khổ hoài. Khổ hoài luôn. Cho nên mình làm sao đó là một người Phật tử thì mình phải biết cân bằng cái đời sống của mình. Mà cái cách mà Đức Phật hay dạy cho chúng ta có một lối sống đó là gì quý vị? Biết trung đạo. Trung đạo. Tức là không có theo bất cứ một cái cực đoan, một thái cực nào cả. Mà hãy luôn giữ cho tâm của mình thật là bình thản, thật là định tĩnh. Thì mình mới có được cái sự bình an. Mình mà cứ để cho cái tâm mình rong ruổi thì mình cứ khổ. Khổ hết ngày này qua ngày nọ mà thôi. Khi mà Ngài Triều Châu đến hỏi Ngài Nam Thuyền rằng là: Thưa Ngài, cái gì là đạo?
Thì ngài Nam Tuyền mới trả lời một câu là: tâm bình thường là đạo. Quý vị thấy câu trả lời này như thế nào? Tâm bình thường sao gọi là đạo không? Bình thường tâm thì đạo, tức là mình phải giữ cho cái tâm của mình luôn luôn ở cái trạng thái bình thường, thăng bằng, không có bị dao động, thì lúc đó là đạo rồi. Hàng ngày quý vị có làm được điều đó không ạ? Không, không dễ đâu. Không phải người nào cũng có thể giữ được cho mình một cái tâm bình thường, mà thường thường chúng ta hay gì ạ? Hay có cái tâm bất thường. Có khi thì sao? Có khi thì khóc, mà có khi thì cười, không? Thì những cái trạng thái đó là những trạng thái bất thường của tâm. Làm thế nào mà giữ tâm của mình bình thường ấy, thì mới khó. Không cần phải phi thường đâu, bình thường thôi là được rồi. Bình thường là đã mất khó đó. Còn người nào phi thường thì phải nói là quá tuyệt vời. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ đó, Đức Phật một hôm mới gặp một vị tỳ kheo tên là Sona. Thì cái vị tỳ kheo Sona này trước đây là một cái người nhạc công và hay đánh đàn tỳ bà đó. Đức Phật mới hỏi rằng là: này tỳ kheo Sona, làm thế nào để gảy được một cây đàn mà có thanh âm thật là hay? Thì tỳ kheo Sona nói rằng: muốn như vậy thì trước hết phải lên dây đàn, không quá căng mà cũng không quá chuồng. Thì Đức Phật nói rằng: thì cái này cũng là một bài học rất là hay. Và trong đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Cũng đừng có để cho cái tâm của mình căng quá, mà cũng đừng để cho nó chùng quá, tức là cũng đừng hăng hái quá, mà cũng đừng có xìu quá. Thì chắc chắn rằng cuộc đời của chúng ta sẽ bình yên. Và tu thì giống như lên dây đàn vậy đó, và sống thì cũng cũng như lên dây đàn. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ đánh cho mình những cái bản nhạc của cuộc đời của mình sẽ rất là tuyệt vời, khi mình giữ cái tâm của mình ở cái trạng thái bình thường để thoát khỏi cái sự trào cự này. Cái triền cái tiếp theo đó là cái sự hối hận. Hối hận cũng làm cho chúng ta đau khổ. Thường thường chúng ta hay than vãn, chúng ta hối tiếc về những điều hiện tại mình làm không được, hoặc là hối tiếc về những điều quá khứ mình làm không được. Trong hiện tại này thì chúng ta thường để vụt mất những cái cơ hội nào đó mà chúng ta ngờ như nó đã là của mình rồi ha. Thì có một cái chàng thanh niên nọ đến gặp một vị thiền sư và nói rằng: thưa thiền sư, năm nay con đã 30 tuổi rồi mà không có cái gì trong tay cả. Vị thiền sư mới nói rằng: có thật như vậy không? Anh hãy đưa cái bàn tay cho tôi coi. Thì người này mới đưa cái bàn tay cho vị thiền sư. Thì vị thiền sư nói: tuyệt vời, có đầy đủ, trọn vẹn. Cái người này mới rất là vui mừng, mới hỏi lại vị thiền sư: thưa ngài, ngài nói rằng con có đầy đủ và trọn vẹn là cái gì? Thiền sư mới nói rằng: có cái móng tay. Không có gì trong tay nhưng mà có cái móng tay thì có đầy đủ trọn vẹn đó, đúng không ạ? Chứ nhiều người họ đâu có móng tay đâu, họ đâu có đầy đủ hết các ngón tay. Thì mình có như vậy là mình đã trọn vẹn và đầy đủ rồi, còn than vãn gì nữa. Người ta hay nói một câu gì ạ: đi lên bằng hai bàn tay trắng rồi sẽ gây dựng một khoản nợ khổng lồ. Nói cho vui mà. Ý là nếu như thực sự chúng ta đã trắng tay đó, có gì đâu phải sợ. Người ta có gì mất á, thì người ta mới tiếc. Cho nên đối với hiện tại này mà chưa có cái gì đó mà vẫn còn bàn tay, vẫn còn khối óc, thì vẫn có thể làm ra được hết tất cả. Cho nên quan trọng là chúng ta có nỗ lực ở trong cuộc sống này hay không. Nhưng mà có nhiều người thì họ không có bằng lòng với chuyện hiện tại thì đã không nói rồi, nhưng mà có nhiều người họ lại luyến tiếc, hối tiếc những cái chuyện về quá khứ. Quý vị ở đây đa phần là đã lập gia đình hết đúng không ạ? Phần lớn là như vậy. Và người ta nói rằng là người ta thường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Quý vị có như vậy không ạ? Người ta thường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và để rồi sau đó họ hối tiếc vì không nhìn kỹ lại một lần nữa. Mà nếu như mà được cái cơ hội nhìn nó lại thì chắc là bây giờ ai cũng sẽ cố gắng nhìn thêm lần nữa ha. Cho nên nhà thơ Chế Lan Viên có một câu nói là: ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Có làm được không quý vị? Không được. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Làm sao mà trở lại được? Vậy thì
Thay vì mình nhặt một cái lá của mùa thu trước thì bây giờ mình hãy nhặt cái lá của mùa thu này. Thay vì mình hối tiếc vì đã chọn lầm cô ta thì hãy thôi ráng chịu đựng ha. Ráng chịu đựng để mà sống trong ngày hôm nay. Nên có một cái câu chuyện nữa, đó là có một anh chàng đó, anh cưới vợ 30 năm rồi đó, quý vị có nghe chưa? Lúc nào trong túi anh ta cũng bỏ một cái hình của vợ. Và những lúc cuộc sống trở nên bế tắc, tuyệt vọng, hãy cầm cái bóp ra và nhìn vào tấm hình của vợ mình và nói rằng mình đã có thể chịu đựng được cái con dở hơi này 30 năm rồi thì có chuyện gì mà không chịu đựng được. Cho nên là biết trân trọng những gì mình có thì chắc chắn rằng là mình cũng sẽ hạnh phúc, đúng không ạ? Có một chàng trai tên là Nusradin. Anh ta vốn nổi tiếng là một cái người độc thân và khó tính. Cho đến khi tuổi trung niên thì anh này không có một cái mối tình nào cả, cũng không có lập gia đình. Thì trong cái lúc mà trà như tửu hậu thì những người bạn của anh ta mới hỏi rằng là tại sao anh không có lập gia đình. Anh này mới nói rằng tôi còn muốn lập gia đình lắm chứ. Khi mà thời còn trẻ đó thì tôi đi đến Cairo, tức là thủ đô của Ai Cập, thì tôi gặp một cái người con gái vừa thông minh vừa xinh đẹp nhưng lại không dịu dàng, vì vậy mà tôi không thích. Thì sau đó tôi lại đi lang thang đến thủ đô Baghdad của Iraq để tìm một cô gái, thì tôi lại gặp được một cô gái thông minh, xinh đẹp, dịu dàng nhưng mà lại bất đồng ý kiến với tôi. Thành ra tôi cũng không có lấy cô ta. Thế rồi từ năm này qua năm nọ tôi lại tiếp tục đi kiếm tìm. Và đến một hôm tôi gặp được một cô gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng và vừa đồng quan điểm với tôi nữa. Nhưng mà cô ấy cũng như tôi vậy. Cô ta đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Và cô ta nói rằng ở tôi có quá nhiều thứ không hoàn hảo. Vì vậy mà cho tới bây giờ tôi vẫn là gì ạ? Một kẻ cô đơn. Cho nên nếu như trong cuộc sống này đó, mình không có biết chấp nhận những cái yếu kém của người khác, đặc biệt là những người thân yêu của mình đó, thì chắc chắn là mình khó sống lắm. Cho nên luôn nhớ là gì ạ? Hiện tại là một cái món quà cho những ai biết trân trọng nó. Đặc biệt là trân trọng những cái người mình yêu thương, những người thân trong gia đình, những người bạn bè mà mình đang có. Và quý vị thấy được rằng là trên đời này ấy, có một quy luật rất là đơn giản. Quý vị thấy là trên này chúng ta có hoa hồng, màu hồng ha, hồng rồi màu vàng, màu trắng. Nếu như cho quý vị chọn một cái hoa thì quý vị chọn cái nào? Con người chúng ta thường thường là chỉ muốn chọn hết luôn. Hoặc là chúng ta cảm thấy là mình phân vân giữa hai cái màu hồng và màu trắng. Nhưng mà chúng ta chỉ được chọn một cái thôi thì chúng ta phải gì ạ? Phải hy sinh. Cho nên bất kỳ cái sự lựa chọn nào trong cuộc đời này cũng phải hy sinh cả. Mình đã chọn cho mình một người vợ, chọn cho mình một người chồng, chọn cho mình một cái nơi làm việc, thì mình phải biết hy sinh. Hy sinh với những cái bất như ý, hy sinh với những khiếm khuyết và hy sinh vì những cái yếu kém. Tại vì mình đã chọn mà. Mình đã chọn thì mình phải hy sinh, không thể làm khác đi được. Cho nên điều đó mình mới thấy được rằng là bất toàn nó là vốn là một cái sự thật của cái đời sống này, mà chúng ta không có gì phải đau khổ và luyến tiếc nữa. Và một khi mình biết chấp nhận nó đó thì ngay từ chính cái lúc đó mình sẽ được bình an. Ví dụ như một cái người bị bệnh ung thư đó, khi mà được nghe bác sĩ mà tuyên án là còn khoảng mấy tháng nữa là chết đó, thì có đau khổ không ạ? Khi mà nghe cái tin đó chắc chắn họ sẽ rất là đau khổ, thậm chí là phản kháng, có những cái hành động mà không chấp nhận về cái thông tin đó. Nhưng mà chỉ cần một thời gian lắng dịu thì cái người đó sẽ làm gì ạ? Sẽ chấp nhận. Và một khi chấp nhận rằng mình có bệnh thì ngay cái giờ phút đó, cái giây phút chấp nhận đó, người đó sẽ có cái sự bình an. Chừng nào mình chưa chấp nhận được thì mình không có bình an được. Và trong cuộc sống này, một khi mình chấp nhận được điều gì thì chắc chắn mình sẽ bình an với điều đó.
Cho nên mình thấy được cái này á, thì mình không cần phải quá hối tiếc về những điều trong quá khứ mình đã chọn, hay là mình cũng không quá hối tiếc về những cái hiện tại mình chưa làm được. Chính những cái gì mình đang trân trọng ngay bây giờ thì nó mới mở rộng ra, con đường của mình nó mới thông thoáng, không có bị cái triền cái của sự hối hận nó ngăn cản và làm cho chúng ta trở nên chán nản. Ngày xưa ở trong cái câu chuyện nàng lọ lem, quý vị đọc hết mà đúng không ạ? Nếu như mà cái nàng lọ lem mà quay lại mà nhặt chiếc giày thì cô ta có trở thành công chúa không ạ? Không, đúng không? Lọ lem mà quay trở lại mà nhặt chiếc giày thì không thể trở thành công chúa được. Cho nên có những cái chúng ta phải hy sinh, phải vứt đi. Mình buông nắm được một cái khác thì mình phải buông. Phải buông thì mới nắm được, còn không buông thì không nắm. Giống như lọ lem hy sinh chiếc giày mà trở thành công chúa. Mình cứ cố gắng hy sinh cho quý vị, rồi trước sau quý vị cũng sẽ trở thành công chúa. Và có nhiều người á, bây giờ thì lớn tuổi, cũng cảm thấy nhiều lúc buồn buồn, nhìn cái hình thời niên thiếu, sao thấy mình đẹp quá, ước gì mình sẽ trở lại những ngày đó ha. Nhưng mà quý vị có cảm thấy luyến tiếc không ạ? Có thấy tiếc mà khi mình bây giờ không còn đẹp như ngày xưa nữa không ạ? Không. Tại vì người trẻ thì có cái nét đẹp người trẻ, mà người già thì có nét đẹp của người già. Trẻ thì đẹp trẻ, mà già thì đẹp lão. Cho nên có một cái nhà thơ Minh Khanh có một làm một cái bài thơ là Không tiếc ngày xuân, hay lắm quý vị. Tay tôi rồi yếu đường gân, trán tôi sẽ gượng nếp hằn già nua, mắt tôi rồi cũng sẽ mờ, chân tôi rồi cũng thẫn thờ chậm hơn. Nhưng tôi không tiếc không buồn những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi, vì tôi đã sống cho đời hơn là đã sống cho tôi rất nhiều. Tôi không tiếc những buổi chiều, vì tôi đã sống rất nhiều buổi mai. Sự già nua của ngày hôm nay đó là gì ạ? Đó là vì chúng ta đã hy sinh cho con cái của mình. Chúng ta đã đóng góp cho xã hội này. Cho nên nếu như chúng ta biết được rằng là những cái gì mà chúng ta đã sống, đã cống hiến, đó đều là những điều tốt đẹp. Mình đã sống cho người khác, sống cho mọi người, thì không có gì phải hối tiếc cả. Cho đến khi một ngày nào đó mình nhắm mắt ra đi thì mình cũng cảm thấy rất là yên lòng. Tôi không có tiếc những buổi chiều, vì tôi đã sống rất nhiều ban mai. Vì tôi đã sống cho đời hơn là đã sống cho tôi rất là nhiều. Hãy tập như vậy. Cuộc sống này chỉ có ý nghĩa khi mình biết sống vì người khác. Nếu sống vì mình thì quá đơn giản, mà mình sống cho người khác nữa thì cuộc sống của mình nó mới trở nên thật là ý nghĩa. Và chúng ta không còn cảm thấy đáng nghi ngờ gì đối với cuộc sống này, đáng nghi ngờ gì với những con người xung quanh. Nhưng mà cuộc sống này có nhiều cái mối nghi không quý vị? Cuộc sống này có nhiều cái nghi lắm. Và cái nghi cũng là một cái mà cái chướng ngại trong năm cái triền cái mà Đức Phật nói chúng ta. Nếu như chúng ta bị nó trói buộc trong những cái sự nghi ngờ của mình á, thì cuộc sống của mình cũng sẽ trở nên chán nản. Thường thường là chúng ta hay nghi ngờ bản thân của mình. Mình nghi ngờ rằng là không biết được rằng là liệu mình có sống được hạnh phúc hay không. Hoặc là người ta nghĩ mình như thế này, mình có làm được như người ta nghĩ hay không? Hoặc là mình làm cái này có thất bại hay là thành công đây? Chúng ta luôn có những cái mối nghi đó trong cuộc sống, và chúng ta phải luôn cố gắng tìm cái lời giải nó trong cuộc đời của mình. Và rồi chúng ta sống trong những cái suy nghĩ của người khác. Thậm chí là có những người họ chấp nhận làm cái gì ạ? Làm cái thùng rác giữa cái ngã tư đường đó. Quý vị biết một cái người mà làm cái thùng rác giữa ngã tư đường là sao không ạ? Tức là ai ném cái gì vô cũng chịu cả. Ví dụ nghe người ta nói gì mình á, thì mình cũng chịu. Nghe người ta nói mình tốt, mình cười. Nghe người ta nói mình xấu, mình liền buồn. Hoặc nghe người ta nói một câu nặng lời thì mình liền bực dọc. Thì đó là gì ạ? Đó là chúng ta đang làm cái thùng rác giữa ngã tư đường này. Làm cái thùng rác giữa ngã tư, và ai muốn quăng gì vào thì quăng. Và chúng ta không thấy được mình là ai. Tại vì chúng ta cứ nghi ngờ không biết là họ nói như vậy đúng hay không. Họ nói như vậy có phải là thật mình hay không? Thành ra mình cứ nghi ngờ bản thân của mình không thấy được cái giá trị
cốt lõi bản thân của mình là gì mà mình sống theo những cái suy nghĩ của người khác và mình làm cái thùng rác để cho người ta quăng mọi thứ vào. Và những cái sự nghi ngờ đó mà nó không có dẫn tới được cái điều hạnh phúc đó, thì chắc chắn là cuộc đời của chúng ta sẽ chán nản và khổ đau. Thực ra đó, cái khả năng của chúng ta rất là lớn, lớn hơn cả những cái sự nghi ngờ bình thường của chúng ta. Đức Phật mà nghi ngờ rằng mình có chứng đạo hay không thì ngày hôm nay đâu có đạo Phật. Đức Phật luôn thoát khỏi cái sự nghi ngờ của mình bằng cách là nỗ lực liên tục để hoàn thành và để đạt được nó, chứ không phải là ngồi đó nghi ngờ rồi đau khổ, nghĩ rằng cuộc đời này là sanh già bệnh tử, mình chết, sinh ra được cũng chết đi. Thì thay vì ngồi đó mà nghi ngờ trong một cái vòng luẩn quẩn thì Đức Phật lại thoát ra khỏi cái lưới nghi đó bằng cách cố gắng nỗ lực tu tập và chứng ngộ. Quý vị có bao giờ đây thấy con bò chét không? Cái con mà nằm trong con chó đó, nó hay nhảy nhảy. Thì các nhà khoa học á, ta làm một cái thí nghiệm như thế này. Người ta bắt một cái con bò chét đó, người ta bỏ vào trong cái hộp. Và cái con bò chét này thì nó hay nhảy đúng không ạ? Thì khi bỏ vào trong hộp, người ta đóng cái hộp lại á, thì nó nhảy lên, nó đụng cái hộp. Cái nó cảm thấy người nó bị thương. Thì nó không dám nhảy cao nữa, nó nhảy thấp thấp. Đầu tiên thì nó muốn thoát ra khỏi cái hộp, nó nhảy mạnh lắm. Nhưng riết một thời gian cứ nhảy là cứ bị đồng vai, đồng cánh. Nó cứ nhảy thấp thấp để làm sao không có đồng cái hộp. Và vì nhảy như vậy hoài á, cho nên khi mà các nhà khoa học người ta mở cái nắp thì con bò chét này nó còn không nhảy ra ngoài. Nó chỉ nhảy chừng đó thôi. Với khả năng của nó là có thể nhảy ra được cái hộp nhưng nó không nhảy ra được. Và chúng ta còn vậy, nhiều lúc trong cuộc sống này mình nghi ngờ chính cái bản thân của mình. Ví dụ như hôm nay mình đi chùa, mình tu học, mình nghi ngờ, không biết rằng là buổi nói chuyện hôm nay có vui hay là buồn, có đem lại cho mình cái giá trị gì hay không. Đó, hoặc là mình nghĩ rằng với cái phương pháp thực tập này liệu nó có đem lại hạnh phúc an lạc hay không. Cái sự nghi ngờ đó là tốt. Nhưng mà thay vì nghi ngờ, thay vì than phiền như vậy á, thì mình hãy luôn có những cái giải pháp và chuẩn bị cho mình những cái tâm lý tích cực. Luôn sẵn sàng đương đầu và luôn sẵn sàng khám phá, khai phá chính bản thân của mình. Thì mình sẽ có một sức mạnh rất là lớn. Và nhiều lúc á, mình không có chỉ là nghi ngờ bản thân mình đâu, mà mình còn nghi ngờ cả cái xã hội này nữa. Mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy nhiều lúc không có hài lòng với những người xung quanh. Quý vị có biết ở Việt Nam hay có cái ngày mùng 5 tháng 5 á, quý vị không ạ? Quý vị ở bên này có cái nào ăn cái ngày mùng 5 tháng 5 không ạ? Thường thường làm cái gì ạ? Bánh tro hả? Bánh gì? À, bánh tro, bánh tráng, đặc biệt là những Phật tử người Hoa đó. Thì ngày xưa ông Khuất Nguyên ấy, ông cũng vì bức xúc xã hội cho nên ông mới nhảy xuống để tự tử. Tại vì ông nghĩ rằng là người đời thì mê cả chỉ một mình ông Tịnh, và người đời độc cả chỉ một mình ông Trong thôi. Thì khi mà ông nói như vậy á, thì có một cái người mà đánh cá đó, một cái ông làm chài lưới đó, ông nói rằng là nếu như mà nước độc á, thì mình rửa chân, còn nước trong thì mình rửa mặt. Thì khi mà nghe nói như vậy rồi, nhưng mà Phất Nguyên không có tỉnh, ông cũng cứ nhảy xuống sông, không có nghe lời khuyên của cái người đánh cá. Đối với người đánh cá này nói rằng nếu như cuộc đời này mà nó không như ý muốn của mình thì mình phải biết làm gì quý vị ạ? Biết tùy duyên đúng không ạ? Tùy duyên thì sẽ tự tại. Nước trong thì rửa mặt, mà nước độc thì rửa chân. Dài gì mà lao xuống sông mà chết đúng không? Ngày xưa Khổng Tử lúc ban đầu đó, trước khi mà trở thành một nhà giáo dục, thì nếu như nghiên cứu lịch sử mình thấy rằng Khổng Tử cũng rất là thích tham dự vào trong chốn quan trường. Ông cũng muốn tìm cho mình một cái chức vụ nào đó, muốn đem cái sức lực của mình ra để cống hiến cho xã hội. Nhưng mà rồi ông cũng cảm thấy bức xúc. Ông không thấy mình là phù hợp với cái chuyện trong đời sống quan quyền. Ông mới về quê để mà dạy học. Thì đó là gì ạ? Đó là một cách làm rất là khôn ngoan của Khổng Tử. Và đối với trong cuộc sống này, chúng ta cũng có nhiều cái điều bức xúc như vậy. Nhưng mà chúng ta không có dạy để mà đưa đẩy cuộc đời mình đến những cái nơi khổ đau. Và chính những người Phật tử phải là những người luôn học cho mình sâu sắc cái bài học là tùy duyên. Một khi biết tùy duyên thì sẽ gì ạ? Tự tại. Người nào biết tùy duyên thì người đó sẽ tự tại.
và không bị giam nhốt mình trong những cái tiêu cực, trong những cái nghi ngờ mà đáng lẽ là cái việc của ông trời mình không đáng nghi. Mình cứ sống tùy duyên thì mình chắc chắn sẽ tự tại thôi. Thì như Martin Luther King có nói một câu rất là hay, đó là bóng tối thì không thể nào dẹp tan được bóng tối, mà chỉ có ánh sáng mới có thể đẩy lùi được bóng tối mà thôi. Và hận thù thì không thể nào đẩy lùi được hận thù, mà chỉ có yêu thương mới đẩy lùi được hận thù mà thôi. Thì ngay Đức Phật cũng nói cũng vậy, tức là hận thù diệt hận thù. Đời này không thể có từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Tức là chúng ta luôn lấy những cái sự tích cực, suy nghĩ tích cực để mà sống trong một cái điều kiện bất như ý, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có được một đời sống an lạc và hạnh phúc. Còn nếu như mình xuôi theo dòng đời đó, thì chúng ta sẽ khổ. Tức là mình ngược dòng trong sanh thì an vui, lên thuyền bát nhã. Xuôi dòng bết độc thì vất vả, mình ngồi thuyền lợi danh. Quý vị có hiểu không ạ? Ngược dòng trong sanh, an vui lên thuyền bát nhã. Tức là mình càng đi ngược lên cái dòng nước thì nó lại càng trong và càng sanh. Lúc đó mình sẽ lấy được những cái giọt nước rất là mát mẻ trong lành. Còn mình xuôi dòng bến độc thì mình sẽ vất vả, và mình ngồi cái thuyền lợi danh, cứ vì nó mà bị đau khổ hoài. Cho nên ngược dòng hay xuôi dòng là sao? Tùy vào quý vị chọn. Bởi vậy những người mà Phật tử, những người con Phật, chúng ta hay nói vui đó là gì ạ? Chúng ta hay nói đó là những người đi ngược dòng đời. Thực ra không ngược đâu quý vị, mà là những người rất là khôn ngoan. Tại vì những người đi tìm đến gì ạ? Đến cội nguồn của sự trong mát, của sự hạnh phúc. Cho nên quý vị ở đây ai chọn cái gì thì phải sao ạ? Phải hy sinh. Người nào đã chọn xuống thuyền lời danh thì cứ xuôi theo cái dòng bến độc. Còn người nào muốn bước lên thuyền bát nhã thì chúng ta sẽ đến được cái cội nguồn của mình. Và quý vị đang ngồi thuyền nào đây ạ? Dạ, đang bước chân lên thuyền bát nhã. Xin chúc mừng quý vị. Vậy thì đó là năm cái triền cái, năm cái ngăn che làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên bế tắc, làm cho những cái con đường của mình đi nó trở nên như là bị ngăn cản và bị bít lối lại. Và cái trạng thái mà nó phát sinh sau những cái chuyện này đó chính là cái sự chán nản, buồn rầu và đau khổ. Và quý vị thấy là chán này á, thì nó chẳng qua chỉ là một cái gì ạ? Chỉ là một cái trạng thái tinh thần mà thôi. Và Đức Phật cũng nói là trong một cái sát na tâm thì không thể tồn tại hai tâm được. Trong một cái sát na tâm mình buồn thì nó chỉ là buồn, chứ không thể là vui. Thì nó là một cái trạng thái tinh thần chán. Như vậy thì mình có thể chữa chán được bằng cách gì ạ? Bằng cách thay thế. Thay vì chán thì mình sẽ thay thế cho nó một cái đối tượng để không có chán. Vì vậy mà khi mình có cái sự buồn chán trong tâm thì mình giống như là một cái người bình thường. Đó là sao? Mình đói thì mình phải làm sao quý vị? Dạ, đói thì phải ăn, khát thì phải gì ạ? Bị đánh thì sao? Bị đánh thì phải chạy. Đó gọi là định luật bảo toàn tính mạng. Cho nên khi mà mình có những cái sự chán nản thì cái cách đầu tiên để mà chữa chán đó là chúng ta hãy thay thế cho nó bằng một cái đối tượng khác, cung cấp cho nó một đối tượng khác. Thì đó là những cái cách mà chúng ta thay thế bằng cái việc là gì ạ? Ví dụ như quý vị mệt mỏi do thân thể yếu đuối thì phải tập thể dục thể thao, phải ăn uống cho đầy đủ chất, phải ngủ nghỉ. Thì mình sẽ có một cái sức khỏe tốt. Mình sẽ bớt cái sự buồn ngủ, ủ rũ, khó chịu. Và đó là mình chỉ chữa cái sự chán cho thân của mình thôi. Còn mình chữa cái chán của tâm, nó mới lâu dài, nó mới khó chữa. Người ta nói là người ta buồn chỉ trong chốc lát, còn mình buồn mình tan nát cả con tim. Có ai buồn như vậy không ạ? Dạ, người có nhiều khi cái buồn đó nó chỉ là đối với người khác là chỉ buồn trong chốc lát thôi, còn đối với mình là buồn mà đến nỗi tan nát cả con tim. Cho nên khi mà mình đã có những cái sự buồn chán đau khổ mà nó đến nỗi nó tan nát con tim như vậy á, thì mình phải tìm một cái cách, đó là mình phải phóng thích nó ra. Giống như con chim mà nó bị nhốt ở trong lồng đó,
Mà cái cách mà để cho nó vui vẻ là phải thả cho nó bay bay vào bầu trời thôi. Đó. Quý vị ở đây đã có ai từng đi chơi tàu lượn siêu tốc không? Tàu lượn siêu tốc á. Có không ạ? À, có nhiều người cũng có, tức là nó phải cái tàu nó lượn lượn ở trên không đó. Khi mà nó lượn trên không thì người ta hay gì ạ? Ở hét và la. Mà quý vị biết có nhiều người họ lên đó chơi, họ không có hét, họ không la, họ gồng lại nè. Họ gồng, họ nín thở. Và khi khi mà cái tàu xuống đất vừa dừng lại thì sao? Xanh mặt. Và có những người ói. Ói nước vàng, nước đỏ, nước xanh, ói hết. Thì là gì ạ? Cái người nào mà có kinh nghiệm trong cái việc chơi tàu lượn á, siêu tốc á, thì khi mà tàu càng lên trên cao thì cứ la cho nó thoải mái ra, để cho nó giải phóng hết cái sự sợ hãi của mình. Đó là cái người khôn ngoan. Cho nên cái sự chán chường của mình mà nó đến trong tâm cũng vậy. Nếu như mà mình không có phóng thích nó ra đó, không có một cái cách nào để giải quyết á, thì mình biến nó trở thành một cái khối ung thư ở trong người mình. Lâu ngày nó sẽ trở thành cái bệnh trầm cảm vô cùng nguy hiểm, mà nó giết chết chúng ta lúc nào mà chúng ta không biết luôn. Và đến khi mà nặng rồi thì rất là khó chữa quý vị, khó chữa cực kỳ. Mà quý vị thấy là bây giờ người ta đưa ra những cái phương pháp, dù người ta nói khi mình chán thì mình mở một cái bài nhạc thật là to để nghe hát, hoặc là mình làm một cái gì đó, mình ăn, mình uống. Có nhiều người thì đi uống bia không? Có nhiều người thì nói chán quá thì làm thơ, đúng không? Chán đời tập làm thơ ca cầm, vò đầu tai lẩm bẩm mãi không ra, mà không định viết, chỉ một lần chán nản, viết không thành đời chán nản hai ba. Tức là không định viết cho thơ cho hết chán thì nó chỉ có chán lần thôi, mà ngồi cố gắng viết mấy lần viết không được thì còn chán gấp mấy lần nữa. Thì mình thấy rằng là những cái giải pháp đó chỉ là cái giải pháp tạm thời, nó không thể làm cho mình hết chán được, không hết được. Hoặc là có người thì sao, người nào buồn thì đập phá. Ví dụ như ở bên Mỹ này, nhiều lúc những cái năm trước mà chúng tôi có đọc báo, có những cái chỗ mà người ta sẵn sàng để mình những cái vật dụng ha, tivi, bàn ghế, rồi mình cứ vào đó mình đánh đập nó, nhưng mà nó cũng chỉ là những cái giải pháp tạm thời. Giống như người ta có nói là rút dao chém xuống nước thì nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu thì càng sầu thêm. Đó là chỉ là những cái giải pháp tạm thời thôi. Bác nào ở đây có từng uống rượu, hãy rót cho tôi chén rượu đầy, để tôi còn uống, để còn say, để tôi không phải là tôi nữa, đừng để cho tôi tỉnh mộng này. Tại vì tỉnh ra thì thấy mình vẫn là như vậy, đau khổ quá. Chán nó vẫn cứ hoàng chán, mèo nó vẫn cứ hoàng mèo thôi. Cho nên đó là những cái giải pháp rất là tạm thời. Mà muốn có được một cách thức mà chữa chán cho nó dứt khoát á, thì chúng ta mới cần đến đây ngày hôm nay, phải cần đến chùa thực tập cho mình những cái phương pháp. Nếu như mà mình một ngày nào đó mình muốn chữa chán á, bằng một cách tạm thời, thì cũng có nhiều cách nó ý nghĩa hơn những cái việc làm kia. Khi quý vị chán đời thì quý vị thường đi đâu? Thường đi đâu ạ? Đi đâu thì đi du lịch rồi, nhưng mà tránh đi những cái nơi như là Sòng Bài này ha, hoặc là đi vào những chiếc cầu cao cao đó. Đó. Trước hết là phải tránh những cái chỗ đó ra. Mà chúng tôi khuyên rằng khi quý vị chán đời đó, quý vị nên gặp sư cô. Để làm gì? Dạ, mình sẽ đi theo sư cô. Sau này chết cũng đi theo sư cô mà, không sao, sư cô tụng kinh cho hàng ngày. Dạ. Thì khi mình chán, mình sẽ đi đâu ạ? Thì mình sẽ đi vào bệnh viện. Để làm gì ạ? À, để thấy những người trong đó mình chán đời nhưng mà họ sao rất là cần đời để sống. Vào đó để mới thấy được rằng mình hạnh phúc. Và cái nơi thứ hai mình phải đi đó là đi đâu ạ? Đi trại trẻ mồ côi. Và cái nơi nữa mà mình phải đi đó là mình phải đi đến những cái nơi như là những người homeless họ ở đó. Vào đó thì mới thấy được mình. Và một cái nơi mà mình phải đi nữa đó là mình phải đi một nơi đó thật là xa, nghèo nàn, thiếu đủ điều kiện, như những vùng sâu vùng xa ở Việt Nam chẳng hạn. Đó, mình về đó thì mình mới thấy được rằng mình hạnh phúc chứ không phải là bình thường đâu. Thì tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời mình hết chán liền.
Mình yêu đời lắm, tại vì đời mình chán bao nhiêu thì đời người ta lại cần cần đời bấy nhiêu. Ở Việt Nam á, thì có một cô Phật tử tên là cô Hướng Dương. Thì cô Hướng Dương này á, cũng bình thường như quý vị vậy đó. Nhưng mà một ngày nọ thì trong một cái tai nạn cô bị mất đôi chân của mình. Và cô rơi vào một cái cuộc sống rất là buồn chán, rất là đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng đến một ngày nọ thì cô đọc một cái quyển sách về ý nghĩa trong đời sống và phải sống như thế nào đó. Thì cô mới quyết định làm một cái việc, đó là cô có được một cái điều kiện, một khả năng thiên phú, đó là cô có một cái giọng đọc rất là hay. Cho nên cô mới đọc sách cho những người mù. Từ đó thì ngày nào cô cũng lựa chọn những quyển sách ý nghĩa về cuộc sống, những quyển sách về Phật Pháp, về những lời Phật dạy, để đọc thu âm ra và cho những người mù nghe. Và khi những người mù mà họ nghe được cái điều đó của cô đó, người ta cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Và hàng ngày cô cứ sống như vậy, cái hạnh phúc nó cứ nhân lên. Là một người bị mất đi đôi chân, nhưng mà nếu như biết sống cho người khác đó, thì chắc chắn rằng là người đó cũng sẽ hạnh phúc. Thì huống gì chúng ta ở đây mình chưa mất cái gì cả, vẫn còn đầy đủ ha. Mấy cụ già thì giỏi lắm mất cái răng thôi, mất mấy cái thì cũng không sao, vẫn còn có thể bỏ mấy cái hư thay một cái mới đi. Nên khi mình chán thì có thể theo sư cô để đi những cái nơi đó. Rồi sư cô chuẩn bị đi nha, nhiều người đăng ký lắm á. Đừng có dài mà nhiều người họ không có thấy được những cái điều đó, rồi cứ đi tìm cái cầu cao cao ha, rồi tìm cái gì đó nó đưa cuộc đời mình đến cái sự bế tắc rồi tự sát, dài lắm. Có nhiều người vợ chán chồng rồi nói ông để đâu mà coi, tôi chết cho ông coi. Nhiều người họ dài lắm quý vị, dài lắm. Rồi có những người họ chết thiệt. Ngày xưa có cái câu chuyện mà quạt mồ cho khô, quý vị có biết không? Ngoài mồ cọ đã lên xanh, lại anh ba vai em đi lấy chồng. Chết thì có thể người ta chỉ khóc một hai phút, một vài ngày, thậm chí giỏi lắm một năm, rồi sau đó thì cũng đi vào quên lãng. Cho nên đừng có dài, đừng có dài mà chết. Cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm. Mình không phải sống tất cả vì người tình, mà còn sống vì những người yêu thương mình nữa. Tất cả bạn bè yêu thương, những người xung quanh của mình. Thì đó là những cái giải pháp mà chúng ta có thể tạm chữa được cái sự chán chường của mình trong cuộc đời này. Nhưng mà để chữa dứt điểm cái bệnh chán này á, thì cũng thật là khó. Tại vì nó cũng là một căn bệnh thời đại. Mà chúng ta phải thấy được cái gốc rễ của vấn đề là cái gì nữa. Còn không thì chúng ta cứ chữa hoài mà không hết được. Có một cái người đàn ông nọ, ông vô trong một cái quán ăn và ông kêu một cái món súp rất là ngon. Cái món này, món súp này là cái món đặc biệt của quán ăn này. Thì khi mà cái người bồi bàn họ đem cái món súp này ra đó, thì để xuống bàn và đi vội, thì người khách này mới nói rằng tôi không có cách nào để ăn cái món súp này. Cái người này nghe như vậy mới bưng cái bát súp này đi vào trong và đổi một cái bát súp khác. Người khách này lại nói nhưng mà tôi không có cách nào để ăn cái bát súp này. Thì người bồi bàn cảm thấy rất là bực bội và không muốn nói chuyện với người này nữa, cho nên mới gọi cái người chủ quán để mà nói chuyện với cái vị thực khách khó tính này. Thì cái người chủ mới ra nói rằng là ông có biết là cái món súp này là rất là đặc biệt, và cái người nào mà đã đến cái quán này mà ăn thì là ai cũng ăn cái này và khen cả. Người khách mới nói rằng là nhưng mà tôi không có cách nào để ăn cái món này. Cái muỗng đâu, cái thìa đâu. Tức là cái người bồi bàn kia đó, thay vì giải quyết dứt điểm vấn đề thì lại lặp lại cái vấn đề đó một cách sai lầm. Cuộc sống của chúng ta khi mà dùng những cái phương pháp để chữa tạm thời thôi á, thì nó cũng sẽ tái diễn lại y chang như cái người bồi bàn vậy đó. Mà chúng ta phải gì ạ? Phải cung cấp một cái thìa, tức là phải cung cấp một cái giải pháp triệt để mới có thể chữa được cái bệnh chán này. Muốn chữa được nó thì mình phải nhìn thẳng vào nó, nhìn thẳng vào vấn đề của mình. Có thử là mình chán cái gì đó, và mình thực sự có đáng chán cái mà mình chán hay không. Khi mình nhìn thấy được nó thì mình mới chữa nó được. Nhưng mà đây là một cái điều vô cùng khó khăn, tại vì có một cái nỗi ám ảnh rất là lớn, một cái sự sợ hãi rất là lớn, mang tên là gì quý vị? Mang tên là đối diện với chính mình. Chúng ta có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà khi ngồi im lặng thì mình lại sợ mình vô cùng.
Mình sợ mình vô cùng và mình rất là khó để chiến thắng bản thân của mình. Ngày xưa ở trong chiến tranh người ta nói rằng là trong các cái hình thức mà tra tấn tù nhân thì người ta có một cái hình thức mà vô cùng khủng khiếp mà rất là bình thường thôi, nhưng mà nó lại có cái mức độ tàn hại và nó làm cho cái người tù nhân phải điên đảo. Đó gọi là ám ảnh về cái căn phòng trắng. Quý vị nghe chưa? Tức là người ta đem cái người tù nhân vào trong một căn phòng màu trắng hết. Thậm chí cái người tù nhân nó cũng phải mặc cái áo màu trắng nữa. Và cứ ngồi đó ăn tất cả những món ăn màu trắng, cứ ngày này qua tháng nọ vậy, không làm gì cả, cứ ngồi vậy thôi. Vậy mà những cái người ở tù mà trong những cái căn phòng màu trắng đó, khi mà bước ra đó, là họ thậm chí cái tên của cha mẹ họ cũng không nhớ nữa. Tức là họ thức điên bắt đầu, họ khùng luôn, họ không biết gì cả. Và cái sự tổn thương tâm lý nó vô cùng nặng nề. Cho nên khi mà mình ngồi với mình ấy, mình nhắm mắt lại cái là mình thấy cái gì ạ? Ồ, thấy cái căn phòng màu trắng. Chứ không phải là màu đen đâu. Dạ. Mình thấy là gì? Mình thấy là chính mình. Giống như cái người mà ngồi trong căn phòng màu trắng đó không thấy gì cả. Chỉ thấy về mình và đối diện cái sự sợ hãi vô cùng, đó là cái sự đối diện với chính mình. Mình thấy những cái điều xung quanh mình nó dễ, nhưng mà khi mình đối diện với chính mình mà không khéo là mình tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nhiều người tu mà không khéo là cũng phải bị, cũng dễ bị thần kinh ở chỗ đó. Tại vì mình không có phương pháp. Cho nên khi mình đối diện với chính mình, với căn phòng trắng của mình, thì cái căn phòng đó, cái nội tâm của mình nó, khi mà lắng xuống một cái sức mạnh của cái sự im lặng đó là nó vô cùng vô biên. Tức là cái sức mạnh của sự im lặng là không có cái sức mạnh của gì có thể vượt hơn nó được. Ngày xưa trong kinh Trường Bộ đó, thì có một lần Đức Phật ở trong vườn xoài, thì vua A Xà Thế trong một đêm trăng sáng đẹp muốn đến vườn xoài để thăm Đức Phật, mới sai một vị đại thần tên là Jivaka để cùng các công phi mỹ nữ mọi người trong hoàng cung đến thăm Phật. Thì khi mà vua đi ra khỏi cung thành rất là oai vệ, ngồi trên một con voi chúa với binh lính hùng mạnh, tiến vào khu rừng xoài nơi Đức Phật đang cư ngụ. Thì khi mà vừa đến vườn xoài thì ở đó là một cái không gian vô cùng yên lặng. Vừa bước tới vườn xoài thôi thì vua A Xà Thế lông tóc đều dần ngược lên và vô cùng sợ hãi, quay lại nói với Jivaka rằng: "Này Jivaka, có phải là ngươi đang bán đứng ta hay không? Có phải là ngươi đang có một cái ý đồ gì đó, ngươi đang cấu kết với kẻ thù để tập kích ta hay không?" Thì Jivaka nó: "Không thưa ngài, tôi là bề tôi trung thành ngài từ xưa cho đến nay, không bao giờ có cái chuyện đó." Thì vua A Xà Thế nói: "Vì tại sao ở đây ta lại có một cái cảm giác bất an như vậy?" Thì Jivaka mới nói rằng: "Tại vì ở phía trong cái rừng xoài kia, Đức Thế Tôn với hơn 1250 vị tỳ kheo đang ngồi thiền ở đó. Và chính cái sức mạnh của cái sự im lặng hùng tráng đó thì Đức Vua mới cảm thấy sợ hãi." Cho nên khi mà mình ngồi đối diện với chính mình, bắt đầu con người mình lắng xuống, cái sự dao động trong tâm của mình nó càng lớn, quý vị. Lớn mà mình đến nỗi mình không có thể kiểm soát được. Cho nên tu có dễ không ạ? Không có dễ và rất là khó. Hàng ngày mình đối diện được với chính mình, đó mới là giỏi. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng là thắng trăm quân ngàn địch không bằng thắng chính mình là chỗ đó. Như vua A Xà Thế oai hùng biết mấy, nhưng mà với cái sự im lặng trong vườn xoài của Đức Thế Tôn đã rung rẩy, đã dựng tóc gáy rồi không đó. Cho nên cái việc mà chiến thắng chính mình, chiến thắng được cái sự im lặng, cái không gian mà bao nhiêu năm mình đã bỏ quên đó, đó mới là một cái chiến thắng huy hoàng. Vì vậy mà khi mình đến đây mình thực tập những điều Phật dạy, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, đó là mình đang đối diện mình nhìn ra thấy được cái sự chán nản, cái gốc rễ của nó là cái gì. Và mình không có thấy được nó thì mình sẽ bị cái sự cô đơn, cái sự đau khổ của cái sự chán nản đó, nó giết chết mình còn hơn cả đao kiếm nữa. Ngày xưa trong cái tác phẩm Cúng Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều thì có nói một cái đoạn như vậy này: "Đêm năm canh lừng nương vắt quế, nỗi buồn này chẳng dễ giết nhau. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa." Tức là những cái người cung nữ ngày xưa họ được đưa vào cung, quý vị. Cung nữ ngày xưa thì rất là nhiều mà chỉ có một mình vua, cho nên hay sống trong cô đơn lắm. Và cứ sống trong cái sự sầu đau đó, họ chết lần chết mòn. Họ không chết vì giáo kiếm, mà họ chết vì cái sự cô độc. Trong cái câu nói là: "Giết nhau chẳng cái lưu cầu,
Cái lưu cầu này tức là một cái quốc đạo ngày xưa của Nhật Bản, họ hay nổi tiếng về cái chuyện là rèn đao kiếm, cho nên cái ông Nguyễn Gia Thiều mới nói là giết nhau chẳng bằng đao kiếm, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa, chính những cái ưu sầu, những cái phiền não ở trong tâm của mình nó mới giết chết mình còn hơn cả đao kiếm. Cho nên cái nỗi ám ảnh vô cùng đó là khi mà mình một cái nỗi sợ hãi vô cùng mà khi mình đối diện lại với những cái phiền não, những khổ đau của mình. Nếu mình không có đủ cái sức á, thì mình cứ bị nó cuốn đi như là một cái cơn thác lũ mà nó cuốn hết tất cả mọi thứ ra ngoài biển cả vậy, nó cuốn cuộc đời mình đi đến đâu mình cũng không biết. Thế nên mình thực tập để mà nhìn vào nó một cách từ từ. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi có nói quý vị rằng là chúng ta phải có một cái sự vững vàng, và khi những cái phiền não, những cái chán nản đến với mình thì mình trong cái phương pháp tập thiền thì mình hãy cứ nhìn nhận nó. Trước hết là mình phải nhìn nhận nó có mặt đó, nhưng mà rồi để đó rồi thôi, chứ không có lao theo nó. Nó giống như khi mình nhìn mây đó, thì mình nhìn thì mây sẽ bay qua và sẽ tan đi, còn mình muốn lao theo nó thì mình sẽ bị nó cuốn theo vậy đó. Cho nên những cái phiền não khổ đau mình phải thực sự nhìn vào nó, chấp nhận nó có mặt, nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi mà thôi. Đó là khi mà mình đi vào cái sự chữa trị về gốc rễ. Thưa quý vị, là ngày nay thì có nhiều người họ bị cái bệnh chán nản và dẫn đến cái sự trầm cảm, nhưng mà thực tập sử dụng những cái phương pháp thay thế thì nó cũng không đi tới đâu cả. Mà nếu như mà thực tập cái những phương pháp thiền tập thì lại là cả một cái sự khó khăn, vì cần phải có những cái người hướng dẫn. Cho nên quý vị có những người thân thì cũng nên tập cho mọi người biết cách tu tập cái tâm của mình, để mình làm sao cho giúp họ giảm bớt những cái sự đau khổ và phiền não. Quý vị có sợ đối mặt với chính mình không ạ? Có không ạ? Khi ngồi mà cảm thấy sợ không ạ? Quý vị mà không sợ có nghĩa là quý vị đã có một cái năng lực tu tập rất là tốt, rất là vững vàng. Còn mà mới đầu vô thì mình cũng hay cứ sợ lắm, cứ bị nó cuốn đi hoài à. Ai nói là người nào không sợ chính bản thân mình? Quý vị có thể đưa tay lên được không ạ? Tốt quá. Quý cô có sợ không ạ? Quý cô có sợ khi mà ra đường không trang điểm không? Có một cô gái á, cô đến gặp một vị thiền sư và cô nói rằng: thưa thiền sư, bây giờ xã hội thật là nhiễu nhương và rất là phức tạp, mà với một cái người phụ nữ xinh đẹp như con vậy á, đi ra đường vô cùng nguy hiểm. Vậy thì thưa thiền sư, con phải làm một cách nào đó để luôn giữ an toàn cho bản thân của mình. Thì vị thiền sư này không nói không rằng mới lấy cái ly nước và đổ lên đầu cô gái. Cô mới nói rằng: ồ, con cảm ơn thiền sư, con biết rồi. Ý của ngài là con phải luôn tỉnh táo như cái ly nước lạnh này, để không có bị xã hội này nó lôi kéo. Có như vậy thì con mới an toàn. Thiền sư nói: không, chỉ cần cô ra đường mà không có trang điểm là được. Hãy làm cho nó trôi đi hết lớp lớp phân son đi, thì không có cái sự nguy hiểm nào đối với cô cả. Đó. Cho nên vị thiền sư mới rót cả một cái ly nước lên đầu, là cho trôi đi hết những cái lớp phân son. Cho nên mình nói là đối